Hello, xin chào bạn. Các bạn biết đây là gì không? Thì đây là cái cận đài nha các bạn. Thì bữa chị Huệ đã tặng mình, và mình đã từng làm cuộc đại chiến lực lớn luôn. Và với ông sĩ nha các bạn, thì mình đã thua của ông sĩ khá là buồn nha. Nhưng mà ông sĩ là lấy nhân từ nó tặng lại cho mình nha các bạn. Nhưng một điều đáng tiếc ở đây là mình vẫn chưa chết cho bạn xem coi thử cái cần này liệu nó có kéo được cá 3-4 kg mà nó có thể chịu được cái tổng lực như thế không gãy không nha các bạn. Thôi thì bây giờ mình sẽ chết bằng cái chai nước nha các bạn, cho bạn xem mãn nhãn luôn. Hy vọng cái cần nó sẽ như cái lời người ta bán đồn đãi bạn nói lợi hại nha, chứ đừng kéo cái gãy là mình bị quê nha. Đây một chai nước các bạn ơi, chắc mình nghĩ đây khoảng chừng ký mấy hay ký nha. Đó, tưởng tượng là một con cá nha. Đó rồi, bắt đầu chết cho bạn xem. Như vậy là cái cần của mình khá là lợi hại các bạn ơi. Ôi ôi, các bạn thấy không, cái cần này nó kéo nổi cái chai này cá 4-5 kg nhầm nhò gì. Wow. Kéo lại anh Tư, lại ủa anh Tư làm gì anh Tư? Ủa chứ em thấy sao, anh Tư đang chết cái cần này nè, thấy không, kéo cái chai nước này nè, nó không bao giờ gãy được. Trời, chứng tỏ cái cần này rất là lợi hại luôn. Cái cần này bữa em cho lại mà giờ anh Tư cũng đi test nữa ha. Anh Tư bỏ đi anh Tư ơi, cái cần công dính cá là tép tép gì anh Tư? Cái đó là bữa em ăn mai thôi, nói thiệt á là nguyên tem á là chọn cái chỗ không đúng địa điểm, với lại em chọn cái chỗ nó quá may mắn. Anh Tư ơi, không phải từ kho hả anh Tư? Đúng rồi đó, cá chìm phải anh Tư giỡn như giỡn giật gì mà anh Tư đồ dính Tư. Cái này hơn là em cho lại em thương Tư, nếu không giờ em lấy về nhà em cho cha em đi câu anh Tư ơi. Nhưng mà anh Tư đáng tiếc một điều là cái cần này chẳng lẽ chị Huệ tặng về cho Tư không dính cá khủng nào là anh Tư tiếc quá. Thôi thì bây giờ là anh Tư sẽ đi cá khủng một bữa. Nói chung là Tư sẽ trải nghiệm con cá khủng một bữa, coi thử ngay cái tổng tải dính cá là lớn nha. Thôi chứ cái chai này là không gãy chắc rồi đó. Cái chai này tại vì chai chứ con cá nó nhiều một cái hoặc là gãy liền Tư ơi. Ủa bên nước cầm câu máy là chi vậy? Thì lúa, cần lúa mà. Ba cái cần này bây giờ là qua cái thời rồi. Những bạn fan không có thích mấy cái cần này nữa, chủ yếu là thích mấy cần đài này nè. Thường buổi chiều mình la mình thư giãn, mình ngắm cảnh này kia, mình câu cá, câu đài rồi này kia mới vui đúng không? Cũng đúng á, mà cái cần này kho lắm Tư ơi, câu không dính đâu. Cần em 200 mấy câu không dính chứ cái cần này sao dính được Tư? Trời ơi, giờ anh Tư có mới chơi cũ ha. Cái cần lure này hồi đó anh em mình ghê dính cá nhiều cá luôn. Giờ anh Tư được tặng cái cần đài đặt chơi với cái cần lure này nữa. Chứ bây giờ là anh Tư thấy cái thời này là qua rồi, thường thường người ta câu thư giãn là toàn chọn cái cần đài nè, câu lục nè, chứ ai đâu đi rê. Trời ơi, đi buổi trời chưa chắc dính cá khủng được đúng không? Đúng anh Tư, mà để cái cần tôi pho quá anh Tư ơi, anh Tư dẹp đi anh Tư ơi, anh Tư đầu tư mua cần xịn xịn đi anh Tư ơi. Đúng rồi anh ơi, cái chỗ còn chê mà anh Tư. Anh Tư ơi, cần em xịn nè, cần này vừa rê vừa câu được, còn anh Tư có cần cây đâu có máy để rê được đâu anh Tư ơi, anh Tư câu được à. Nói tới nó đuôi lại bây giờ là mấy đứa vẫn không có phục cái cần Tư phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Thôi thì ngày hôm nay Tư có ý kiến gì đi. Thì để chết một cái lần cuối cùng cho bạn xem mãn nhãn, thì ngày hôm nay Tư có cái tiêu chí thế này. Một bên là chọn đuôi rê, còn bên là mấy em mình sẽ chọn câu đài, coi thử cái bên nào sẽ có đồ ăn và bên nào đói dấn chơi hơn. Dấn không chơi không? Nói chơi không chơi vô ông nuôi câu nghe, câu ao thiên nhiên rồi nha. Bây giờ là Tư giao không có câu có điều quyền thoại của mình nữa, tại cái điều quyền thoại mình thả cá là câu đố hay, phải đi kiếm cái điểm nào mà điểm khác á, đúng không? Ok rồi, chịu không? Ok rồi rồi, được không? Được, ok luôn. Các bạn chờ xem ngày hôm nay giữa cần run rê nè, dạy cái cần đài, coi thử cần nào có đồ ăn nha các bạn. Nói chung là tem mình nó khi dễ quá mình không chịu nha. Rồi let's go, let's go. Hello, xin chào bạn. Chào bạn. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Tư Khải TV. Các bạn ơi, thì ngày hôm nay nói chung cho mình mà không được khỏe nha các bạn. Mà sáng sớm mình định chết cái cần cho bạn xem, mà thực tế thì không như ước muốn nha. Đang chết ngon tự nhiên mấy thanh niên lại hổ báo này kia chê mình nóng quá. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ làm thử thách. Đó là ngày hôm nay mình thử so sánh cần ru rê và cần đài, coi thử cái cần nào kiếm đồ ăn dễ hơn. Rồi, chính vì lẽ đó ngày hôm nay anh Tư sẽ cho mấy đứa chơi chia đội, bốc thăm hai đội, nghĩa là ba đứa sẽ vô cần ru rê và ba đứa sẽ vô cần đai. Ok, okay. Anh Tư ơi, nói đi, móc vô cần câu máy em được câu giật đóng cá phi không anh Tư? Ủa thì cái cần trên tay em thì biển sao dính cá được rồi, đâu cần thiết phải, nói chung em muốn câu cá cũng được nữa. Tại vì cần nãy em nói mà, chính em nói luôn, ru rê cũng được mà câu cá cũng được mà, đúng không? Còn cách nào miễn là dính cá được rồi, bây giờ bán cũng được đó, đổi tiền mua cá cũng được nữa, đúng không? Hiểu chưa? Rồi còn ai hỏi nữa không? Không Tư ơi. Còn Tư ơi, hỏi đi. Em muốn hỏi cái là mình chỉ đổi đúng không anh Tư? Đúng rồi. Sao tụi em lại thách đó anh Tư mà anh Tư không đi anh Tư?
Rồi như từ đầu đã nói rồi, các bạn thấy mình nay mình nói chuyện cũng không nổi luôn, em thị nó nói nó không hiểu cái tâm trạng người bệnh chút nào chứ, đã người ta bệnh là người ta làm cái việc nặng không nổi. Chắc tôi vô nhiều quá tôi bệnh. Tại bị bả không phải thua mà dạo này thời tiết nó khắc nghiệt, các bạn nó thay đổi thất thường, cho nên mình hai có họng là nó đau nè. Với lại mình sức khỏe không có, lỡ mình câu những cá khủng nó lôi mình xuống nước sao? Phải không anh? Đúng rồi. Bây giờ mình nói chắc chưa? Dạ. Ủa rồi thăm đâu bắt ông tên tôi chỉ đổi mà. Chính này cái chỗ sau đứa mới đứng theo lừ đó, lú lừ thấy không? Cái này xây nhà chứ thăm gì vậy? Thăm đâu? Không phải mày ơi. Cái này là mình lấy gạch đó, mình móc cho cái con cao. Khoan, mấy đứa không có hiểu ý tôi rồi, bữa giờ là cầm trên tay thì kia mấy đứa khi lén lén nhìn nó không thật lay. Cho nên chính vì lẽ đó nay anh Tư đè xuống cái đây nè, đó, không có thi nào bằng gian được. Bây giờ là bộ đứa cho cục gạch. Đó, nghĩa là vô cái nào sẽ câu cái nấy. Ok. Ở đây chọn trước đi. Con. Em ra. Mày. Khoan, nghe ý kiến của Tư đi. Bây giờ trong team mình nó là ai ăn hại nhất? Bò cho bắt trước đi. Mày đây. Trở lên. Gì đây? Này gì? Em chịu câu đài ru rê. Câu rê. Gì đây? Ủa? Ngược ra ông nội. Tao nói hại rõ ràng không tin. Ru rê. Ok, đúng ý không? Đúng. Rồi giờ ai bắt trước đi? Em. Em luôn hả? Em khoái ru rê câu đài. Không được á. Ờ phát ke nó dễ vậy trời. Rê. Rê. Ok. Bây giờ là hai đứa thôi. Em. Thôi cho phát triển đi mấy đứa bự không dành. Trở lên. Câu đài nè. Rồi. Câu đài. Câu đài đi em đi ru rê. Ru rê. Ru rê. Ủa ba tao đi này sao lại còn ba kia đây ai đó đó. Ủa thôi vậy ba này câu đài luôn rồi. Lại ru rê. Câu đài. Đây là chữ lu rê nha các bạn. Câu đái hả? Khoan, từ nói nghe nè. Nghe nè. Ba đứa nhỏ xíu vậy sao làm lại ba đứa chà bá nữa vậy, bây giờ mấy đứa muốn thay đổi lại ông Tư sắp thịt lại cho được không? Chơi luôn rồi. Bự mà cái đầu nhỏ xíu. À nghĩa là đứa bự đầu xíu phải không? Ok. Ngày nay con bò nó nói một cái câu rất là sáng tạo. Thôi thì bây giờ là anh Tư nói gì đây, bây giờ là ngày hôm nay anh Tư sẽ cho mấy đứa câu cá cái dạng kiểu cắm trại sinh tồn của mấy đứa, rồi có cái nào thì mấy đứa nướng ăn cái nấy, còn nếu mà không có thì là sẽ thua, hiểu không? Được không? Được. Rồi thì ngày hôm nay anh em sẽ mời bạn theo chân mình, let's go. Thì sao mà họ di chuyển thì anh em mình tới chuột, nó đã dẫn anh em mình tới một cái đìa này nha bạn. Thì mình đi về cái đìa này sao đi chuột? Cái đìa này sự thích cái ly kỳ đúng không mày ơi? Ly kỳ lắm hả? Ừ. Sao? Sao không? Sao? Nhà tao đây nội tôi nuôi cá đây đúng không? Ừ. Mà nhà nội tao lúc trỏng hận, xa lắm. Ừ. Thả cá này nè, người ta ở ngoài ngoại, ta vô đây, ta xịt. Xịt hả? Ừ, ghê mày. Ừ. Có gì còn cá không? Thì cần hết cá luôn mày, mà không biết vậy đây còn cá không đâu mày ơi. Ở đâu? Sao thấy ra gì vắng tanh lạnh tanh mày? Thì cái anh này bỏ lâu lắm mày ơi. Vậy không biết còn cá dính không ta? Trời ơi, mày nói như ghê với chuột, cái ao này mà không còn cá là anh em mình nay nhịn luôn á. Mà khoan. Gì mày? Cái này là sao lấy cái chuột? Ừ. Nãy tao nghe anh Tư dặn là không được câu mấy ao như ao nuôi, ao ở nhà tem gì mà. Tư giao không có câu cái điều quyền thoại của mình nữa, tại cái điều quyền thoại mình thả cá là câu đâu hay. Phải đi kiếm cái điểm nào mà điểm khác á. Rồi nãy mày nhớ không, anh Tư nó giao là không có câu điều quyền thoại của anh Tư thôi. Còn mình muốn câu là mình câu chứ. À vậy cũng được. Đúng rồi. Thôi vậy anh em mình câu đi bê chứ để đội phải kéo đi rê chừng nó dính nhiều cá hơn á bê. Ok. Nó thiệt hồi bữa đúng không? Ừ. Bữa tao đi chơi bên đây nè. Cái tao nghe quẳng cái trầm ở đây luôn. Tao nghĩ chúng mày còn một con cá chắc cỡ bằng mày các bạn. Giờ vẫn nổi. Ừ. Những cái xấu hỏi bà nó quất một luôn vợ á. Không nó giỡn em ơi chứ nhờ anh em mình câu đi bê. Ok. Bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị cần rồi chuẩn bị mồi để câu cái mương cái địa bổ an này nha bạn. Ok bạn ơi. Thì đây là cần đại quyền thoại mình nha bạn. Mua trên gì vậy? Đó. Vậy đây là mình đã bóp mồi sẵn rồi. Mình do mồi luôn nha các bạn. Đó, ok. Giờ mình chắc lẽ phải khai trương trước rồi bạn ơi. Cần nha các bạn. Ơi. Nhiệt mà nhiệt lót ra. Ơi từ từ hết. Vậy mới thảy xuống luôn á. Ơi dính này. Lên hẹp. Ơi. Trời cái phi khủng lồ. Cái phi. Oh my god. Rồi, lên. Gãy cầm rồi. Thằng khóc rồi. Lên. Ơi, rồi. Trời ơi. Đứt lưỡi gì vậy? Còn y nguyên hả? Vô. Trời ơi. Xảy luôn rồi bạn ơi. Trời ơi, câu dở nổi luôn à. Trời ơi, hẹp dở rồi lên cây luôn. Xong rồi. Trời ơi, nghiệp non quá bạn ơi. Nghiệp tại nó chưa kịp ngâm các bạn, dính cái mép lúc ngoài à. Đứt mép nhỏ luôn. Rớt cá luôn. Rồi dưới này đói nồi cục luôn rồi bạn ơi. Chịu luôn. Thật là quải trưởng các bạn ạ. À.
Ok, giờ mình sẽ do mò vô tiếp nha các bạn. Mình không thể nào khuất phục với mấy con cá được không ơi? Mình không thể nào thua cuộc được. Bởi vì mình là hiệp sĩ mà. Hiệp sĩ thấy hiệp sĩ của đảo không ơi, thì mình cũng mới làm xong nha các bạn. Nhưng mà cục phao mình nó hơi nhân tạo xíu nha. Tại vì mình nhả hết phao rồi bạn ơi. Đó, mình sẽ xài cục phao này. Rồi bây giờ sẽ móc mò vô mình chiến luôn nha các bạn. Ơi, trời ơi. Cá khủng đó bạn ơi. Thôi. Thôi bự ơi. Thôi. Mình không kịp quay luôn á. Hỏi cá phi gì bự vậy? Cá phi cái gì á? Cái miệng nó bự và bá luôn á. Thôi, bự lắm. Mình không kịp quay luôn các bạn. Hiệp ngâm thiệt lâu luôn á. Rồi Hiệp qua đây, qua đây, qua đây. Coi chừng đập lại đồ cần á. Thôi. Quặng gì dưới vậy? Thôi. Thôi, thiệt quái rồi, thiệt quái rồi. Từ Hiệp. Hiệp mới thả xuống ăn tiếp bạn ơi, chỗ cũ luôn. Thôi, bự ra. Ui, ui, ui. Thôi, cá này. Nghiệp xí cá luôn rồi bạn ơi. Thôi, cá nè. Cái cha, cái cha. Cái chê. Cái đồ cảm ấy. Thôi, bự nè. Ôi. Thôi, cái ao này để đâu lắm bạn ơi, cá kìa. Thôi. Má, đứa cá. Ôi, lộn. Thôi, cá bự nè. Lên Hiệp, lên Hiệp. Lên đi, lên đi, chậm. Kìm kìa, kìm lại bấm. Đâu Hiệp? Không, không được. Cầm dây lôi lên luôn à. Lôi lên Hiệp. Oh my gosh. Thôi, còn mạnh lắm nha, coi dừng đứt dây nha. Nó dí tao chạy, nó không chết. Lôi lên, lôi lên. Từ từ, thấy. Ôi, cá nó bự nè. Cái này phải một phát nữa. Ui. Trời ơi. Cá nó bự nữa bạn ơi. À đừng đừng mày ơi. Có gì nữa thì sao? Gì mày? Chỗ nó kêu yêu quá ngoan. Nó còn khất lạc lên một con. Cái này tao câu nhín luôn mày. Không biết nữa. Cái này con cá này là cá cái gì kể các bạn. Thôi Hiệp, 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 Hiệp lên cá kể nha. Thấy chuột có dấu hiệu tiếp nha bạn. Đó 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 đó. Để ngâm đại đi chuột ơi. Rồi. Đó, nhẹ nhẹ nhịp nhịp à. Rồi. Con nãy đang thử lòng nè chú ơi. Nãy chụp bớt mọi lưỡi quá. Chưa chưa chưa. Đâu chạy theo đó. Cái cái từ từ nghe chú, từ từ nghe chú. Ơ, con Hiệp lúc phao ơi. Ôi, con cá động kìa. Trời ơi. Con Hiệp từ từ. Mày làm tự làm gì ghê Hiệp. Ờ, nó lúc phao vậy, phải nhắm lại. Rồi. Rồi, coi con cá của con Hiệp lên lên tim nè bạn. Lên lên khói kìa. Con chừng này thì quái nè, chuột nói mới đúng nè Hiệp. Con mày chưa là gì đâu Hiệp ơi. Rồi. Ê, cục phao ở đâu rồi? Dẫn rồi. Rồi, đỡ đỡ được lên tim nè. Nè, bạn dạ dạ cho mấy gốc cây bạn. Ok, okay. Ok, thì mình mới xảy thêm con, bạn mới xảy thêm con nha bạn. Nó nghe lên nè, chạy lên sình hết rồi. Còn đây là tí chuột nha, tí chuột không bị dính chưa. Mình phải để con mình gọn gọn vô cái. Thôi, để lại chỗ cũ đi. Lỡ đâu ngu quay lại nè. Thôi, ba rẻ rồi. Dính này bạn ơi, dính này bạn ơi. Ôi, ôi, con cá. Con này nhỏ hơn cá luôn. Ủa? À, tại vì dính, dính tổ mang rồi. Ủa, con này cũng bự chứ, đâu có nhỏ đâu ai. Ừ. Mày không bằng con Hiệp. Phê không bạn? Dạ, phê không? Phê thiệt bạn ơi. Chiều mới zoom lại cái này dính luôn rồi. Không nhận câu đài cũng phê nha bạn chứ. Không thua gì cái lóc luôn nha, câu cái lóc luôn nha bạn. Quay hết, thấy hết rồi. Lượng phao đâu rồi? Ôi, cần rồi. Ôi, ôi, ôi. Cá nữa bạn ơi. Cái gì đó, cái gì đó, cái gì đó. Cái gì vậy? Ủa, con. Con, con, con. Giống tư tượng nha. Tù.
Ui, quay lại dính liền các bạn. Hỏi coi lên kìa. Bự vậy? Chỉ quá xong liền xong. Quá được tim mày mới được vậy. Nhìn lại. Nhìn lại vậy. Lại Bình Dương nha. Lên 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 thử đi. Ôi thôi. Thì quái xong mới cong rồi bạn ơi. Ôi cá bự kìa. Ăn chuột để lâu quá giờ toàn thủy quái không bạn ơi. Con ốm con cũng có con ốm con bự nha các bạn. Lên luôn sảy á. Trùm xanh tô rồi các bạn. Ôi. Ok bạn ơi, ba anh em mình người dính con hết nha các bạn. Giờ anh em mình sẽ câu càng nhiều càng tốt nha. Tắp kìa. Tắp kìa, tắp kìa. Ôi vô. Dây. Rồi, phải gây dính con nha các bạn. Trời ơi, cái lóc nó bự kìa. Thôi cá lóc quá trời bự rồi. Ờ cá lóc nè. Này cá ký á. Qua cái lóc bắt đầu nha mày. Đi đi con nãy đi. Trời á. Chạy luôn rồi. Mỏi không mỏi đủ tháp à. Dạy tháp bự mà xuyên hết luôn rồi trời. Đây là cổ. Nội ơi, cắt vậy thua luôn. Rồi vừa cái vừa mới dính đó luôn rồi. Còn động nít kìa, còn chưa kịp ống quay luôn, cá táp giật luôn rồi. Anh em, đỡ thôi anh em. Rồi, xem nhỏ xíu à. Chắc nãy xả vô cái sạc được quá. Mình thấy đặc thù đây là cách tre nhiều nhá này. Ôi, cá ba chuột đúng rồi. Hai con phao đều đang rẽ nè. Còn bằng thì còn phao bằng bằng là một cây rồi mọi người. Cá lôi luôn rồi. Dính này. Cái gì ấy ấy ấy. Lẹ chút. Cà phê. Ở tận nó hoàng quá. Rút cái cam ra chụp, rút cái cam ra quay nè, rút cái cam. Đóng phim nha các bạn. Con này cũng được. Con này bơi đế quạng không câu được nữa.
ok câu cá nha mẹ. Còn bằng còi đang mãi mê tháo tiền cầu. Ôi mười quả bạn ơi. Chê chê. Ủa hai con luôn. Một lưỡi, hai lưỡi luôn. Quái, một lần hai con ra. Cái gì vậy? Cái tên không là chuột. Rồi, lên lên đi Hiệp ơi. Một lần hai con luôn. Quá nặng. Nhảy thật đói luôn các bạn ơi. Ảo rồi chứ, để xuống dít lần hai con nè, con bự con nhỏ. Không thể tin. Cá phi thả lại quá. Cá phi gì có té rồi bạn ơi, dính lần hai con luôn nè. Cá phi dính nãy giờ thì gì á. Có chuyện vậy á. Dính hàng lọc lạ bạn ơi. Ủa mạnh mạnh mạnh. Ôi giời ơi mạnh rồi. Ôi 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 mạnh lại, ôi mạnh lại. Ôi mạnh lại lẹ. Giữ mày. Ôi đứt chạy á, đứt chạy á. Cái mạnh lắm. Không vậy này dây be không không đứt đâu. Cái tưởng mày ơi. Dính này con. Con này nhiều nhiều chứ ơi. Ôi mạnh lắm. Lo bằng té luôn. Đây nè, lên lượng nha bạn. Con này khá bự nha bạn. Nãy giờ là hàng lạ mình dính rồi bạn ơi. Cái này không dính thì còn lại mình. Đó. Wow. Trời ơi, tưởng nó bự nè. Rồi đúng sướng luôn bạn ơi. Thôi coi lửa nè. Rồi. Xiên mỏ luôn, xiên lắm hết trơn rồi. A few moments later. Ok bạn ơi, xong hồi đi câu cá về thì mình với bạn Hữu ở đây sẽ đốt lửa nha bạn. Còn cá thì tí chuột đang mặn trọng rồi, xíu nữa đem ra đây sẽ nướng nha. Ok, giờ mình sẽ đốt củi. Thì bạn ơi, thành quả của anh em đi câu từ sáng giờ được hai con nha bạn. Giờ mình sẽ chiên nha bạn ơi. Ủa mà kìa, hai con liệu đúng ăn kìa. Trời ơi, thì quy định là ai có dính thì ăn thôi, ai không dính thì thôi, nghỉ ăn. Thôi tới mày vô rồi. Vô. Ê, bạn ơi, đi chơi, đi chơi, đi chơi á. Ê, mấy kia ơi, dầu này soi chưa? Chưa mày ơi. Ê, mấy kia để tay vô coi xèo xèo không? Thôi, soi rồi, thấy soi bọn là soi mày ơi. Con này chích nghe mày. Ok bạn ơi, thì nãy giờ Hiệp Sĩ cũng đã đốt lửa xong, bây giờ mình sẽ nướng nha bạn. Ok. Ủa thì nướng xong hả chuột? Thì nướng xong rồi xong chứ sao mày? Không ăn gì kèm hả? Mày đi hái rau đi Hiệp ơi. Giờ mình sẽ đi hái rau nha các bạn. Hái rau là... Hái rau là phải hái mới gặp. Nó ngon, nó ngon. Ê! Chó nè. Ủa! Chết luôn à! Nghe luôn à! Dạ đâu! Vô lụm nó mở luôn. Bây giờ mình đã chiên cá không, bây giờ mình sẽ xào nó muốn các bạn. Nè, chưa nó hái muốn mà hái mấy trọng leo que nha các bạn. Ok bạn ơi, thì trong thời gian chờ đợi thì cá chín thì anh em mình đã vô hai khế với trăm chín mươi ớt nha các bạn. Để ăn kèm phải đỡ ngán nha. Ok, chúng mình sẽ gắp một cái nha các bạn. Ơi. Thì các bạn ơi, sau một buổi chạy tới gần đài các bạn thì anh em mình bỏ thu luôn nha các bạn. Rồi. Nhưng mà mình không lấy hết được các bạn ơi, mình phải chừa lại cho gia đình của tí chuột nữa. Tại vì mình câu cái ao đó là ao bố hoang của nhà tí chuột nha các bạn. Đó thì anh em mình chỉ lấy đủ ăn thôi bạn ơi. Đúng rồi, đó bà. Thì hôm nay là nguyên hai con cá nướng thịnh soạn luôn nè các bạn ơi. Với đoạn giặt khế tụi này tự làm nữa. Đúng rồi. Nhìn mà chảy hết nước miếng luôn á bạn ơi. Thôi giúp bạn thôi bạn ơi. Đúng rồi. Dạ, dạ. Thôi. Ăn trước bạn. Ăn trước đây giờ. Để đi. Thôi để tao ăn trước cho. Vậy ăn trước đi. Đồ khứa cá à. Đã cái tê này bỏ ao quang mày không cho ăn chắc miếng thịt nó dai nhách luôn á. Má bạn miếng cá tê mình nha bạn. Rồi. Rồi giòn kìa. Ngon mày. Ừ, giòn hớ luôn hả? Thôi, nương quất miếng thử bạn ơi. Đó bây giờ sẽ bẻ ăn luôn nha bạn. Ôi thịt nè. Chấm miếng nữa đây. Mời bạn nha. Ừ. Đã rồi miếng nữa. Ngon quá. Ngon quá bạn ơi. Ủa vợ, cá nhà mày ăn vừa béo dữ vợ. Trời, cái thằng pho này tao nói cái ao bố que có cho ăn gì đâu mày. Ủa, vậy là nó ăn rong riêu thôi hả mày? Đúng rồi. Để tới mình luôn nha mày, mời bạn nha. Ngon quá bạn ơi. Béo quá. Trứng nè hả chốt. Nè ăn cái mày cho mày test trước vô ơi. Thôi mày ơi, tao ăn trứng mày ơi. Không rồi hả? Không mày ơi. Tao không biết ăn thôi, để chỗ ăn cái chê này chỗ.
Thôi mày ơi, tắm ăn cá chê mày ơi. Sao mày? Tao không thích ăn cá chê. Không thích ăn hả? Đúng rồi mày. Thôi vì tao với Hiệu Quốc nguyên con cá chê bị chà bá thì quá đã rồi. Ừ. Thì okay. Ăn cà phê đi chỗ. Để. Ui. Quá trời nóng rồi. Thì bày đặt thanh lịch nữa. Đắp đũa, mất thời gian thì chứ. Vậy nó ngon. Kèm thêm miếng khế nữa mày. Không biết ăn vậy không biết có đi sớm không. Mình nói rồi đi cậu phải đi mình đi kia nha các bạn. Đâu mình tới thơm miếng khế bạn. Mấy này à, làm muối à, nhìn thiệt đã luôn rồi. Có chục lắm. Các bạn ơi, thì mình thấy câu đài này cũng khá là đã nha bạn, dính cá cũng khá là phê luôn. Các bạn à, thì thích anh em mình câu đài cho anh em một like nha các bạn. Để có gì anh em mình là làm tiếp một tập câu đài nha các bạn. Mà câu này phải câu hồ bự, hồ xịn nữa mà cá lớn nữa bạn ơi. Ừ. Ok. Thì đây mình ăn các bạn. Thôi, mình ăn bên đây mình ăn ngon vậy chứ nhìn đội bảnh có hai cái lóc tiết ép rồi bây ơi. Nhìn cũng tội nghiệp ha. Thôi kể đi mày ăn. Ai mượn trên câu đài mình phải không? Đúng rồi. Ừ. Mình cần tội nghiệp không? Nghe. Thì các bạn ơi, thì hình quả của anh em mình từ sáng giờ là được một hai con lóc. Chỉ được mấy cộng ra muối rồi thôi. Giờ sẽ múc ban thôi. Cái giờ lóc nước lóc chi giòn nha mọi. Khá giòn luôn nè. Hử, giòn ha. Ăn xương á. Rồi, để múc ban luôn rồi. Các bạn ăn cái lóc chi giòn nha. Quá giòn rồi. Cảm ơn nha các bạn. Các bạn lóc chi giòn nha. Các bạn nha các bạn. Ngon. Mà bạn ăn cá lóc nha. Quá giòn. Thôi chứ các bạn biết sao mình dướm nhiều không bạn? Tại mình ăn cá lóc này nhiều quá ngán rồi bạn ơi. Mà bạn đâu muốn ha. Ăn miếng tỏi ha. Trời ơi kia ơi, công nhận nay dính nít thì hay gặp dính nhiều ngon rồi. Đúng rồi phải rồi, tại vì hôm nay mưa khó câu phải rồi. Nếu các bạn thích anh em mình câu rê góc thì bạn hãy cho anh em một like, một nó kiếp chia sẻ nha các bạn. Để anh em có động lực đi rê góc dính cá nhiều cái khủng hơn nha các bạn. Thôi mấy anh em xin chào các bạn. Bye bye, bye.